Xin chào các bạn, mình đến từ softtech.vn và trong video lần này thì mình xin được giới thiệu tới tất cả các bạn một mẫu sản phẩm hoàn toàn mới của softtech. Và các bạn đang nhìn thấy đây, đó chính là một chiếc kính thiên văn. Và trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp đặt cũng như là một số thông số của chiếc kính thiên văn này. Và đây là một chiếc kính thiên văn tầm trung Focus với mã là F30070M. Thì khi các bạn mua kính thiên văn này trên softtech.vn thì sẽ có đầy đủ các hộp và tất cả các phụ kiện thì nó sẽ rời, cho nên là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp đặt từng phần một. Thì ở đây mình đã lắp sơ qua toàn bộ như thế này để cho các bạn có thể là có cái nhìn khái quát nhất. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp đặt từng phần, thì nó có các phần chính như sau. Thì ở dưới đây nó chính là phần chân để các bạn có thể cố định chiếc kính thiên văn này. Thì phần chân này có chiều cao là 38mm. Thì phần chân này khi các bạn mua thì nó sẽ có tất cả như thế này rồi. Nó chỉ có duy nhất một phần, đó chính là phần tay cầm này là nó rời, cho nên các bạn chỉ cần để xoáy vào đây là được. Vâng, và đến phần thứ hai, đây chính là phần chiếc kính của chúng ta, chiếc ống thiên văn này. Thì ở đây nó có 3 phần mình ghép nối vào. Phần đầu tiên đó chính là phần vật kính, thì mình sẽ tháo ra trước cho các bạn xem. Đây là phần vật kính của chúng ta, thì nó có kích thước tương đối như ở đây. Và phần thứ hai mình muốn giới thiệu cho các bạn, đây chính là phần thị kính và nó cực kỳ nhỏ gọn. Và phần thứ ba các bạn có thể thấy đây, đó chính là phần đấu nối giữa phần vật kính và thị kính. Thì tất cả có 3 phần chính trên một chiếc kính thiên văn này. Thì các bạn tháo lắp như thế nào, bạn để ý là ở đây nó sẽ có các chốt xoáy như thế nào, thì các bạn sẽ đưa phần thị kính vào và các bạn sẽ ghi nó lại thì giữ cố định phần vật kính. Mình nghĩ với các bạn nên xoáy vừa tay thôi, không xoáy quá mạnh. Và ở đây thì nó cũng có một con ốc như vừa rồi, thì các bạn xoáy vào thì nó đã là kết nối giữa phần thị kính và phần vật kính ở đây. Thì mình sẽ nếu bạn tháo rồi giữa phần chiếc kính thiên văn và chân của nó, thì các bạn vặn phần ở đây như mình đang vặn, các bạn sẽ vặn và các bạn vặn thì nó đã được tháo rời ra, các bạn có thể nhìn thấy. Thì mình sẽ giới thiệu qua về một số thông số của phần vật kính và phần thị kính. Thì thông số của nó thì tiêu cự phần vật kính ở đây là 300mm, và ở đây thì sẽ có tất cả là hai phần thị kính, sẽ có hai phần thị kính. Mình sẽ để phần vật kính xuống đây trước nhé. Giới thiệu qua cho các bạn về phần thị kính thì sẽ có hai phần thị kính là H6 và H20. Thì phần thị kính H6 các bạn có thể quan sát ban ngày, còn phần thị kính H20 thì các bạn quan sát ban đêm khi mà các bạn quan sát mặt trăng hay là quan sát những điểm sáng lớn ở trong ban đêm. Và các con số này thì liên quan gì đến phần tiêu cự của phần vật kính ở đây? Thì mình vừa nói là tiêu cự phần vật kính nó đang là 300mm. Thì H6 thì nó có liên quan đến một phần cực kỳ quan trọng, đó chính là độ phóng đại. Thì 300 các bạn chia cho 6 cho mình thì nó sẽ là 50. Khi các bạn lắp phần thị kính vào thì độ phóng đại của nó sẽ là 50 lần. Và lắp thị kính H20 này thì các bạn 300 chia 20 thì sẽ là 15 lần. Và ngoài ra thì ở đây nó còn có thêm một phần, đó chính là phần ống phóng. Thì phần ống phóng này có tác dụng như thế nào? Đây là ống phóng trên tay mình đang cầm là 1.5x. Ngoài ra thì nó còn có một ống phóng là 3x nữa, ống phóng 1.5x. Thì các bạn nhớ là phần ống phóng là phần đấu nối trung gian giữa phần vật kính và phần thị kính. Thì 1.5x mà các bạn đấu nối với phần thị kính là H6 này, thì các bạn như rồi mình đã chia là 300 chia cho 6 đúng không ạ? 300 chia cho 6 thì được là 50. Và các bạn nhân cho mình 1.5 lần nữa, đó chính là được 75 lần độ phóng đại khi bạn sử dụng ống phóng 1.5x và vật thị kính là H6. Tương tự như vậy thì mình lấy ví dụ với 3x. 3x thì các bạn có thể nhân lên là 50 nhân 3 là 150. Thì 150 đó chính là độ phóng đại lớn nhất của chiếc kính thiên văn này. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn đấu nối luôn phần ống
pháo thì các bạn có thể là xoáy nó ra, phần đấu nối trung gian này các bạn xoáy ra, các bạn xoáy ra như này và các bạn sẽ đấu nối phần đấu nối với ống phóng này, các bạn đấu nối ra và phần này thì các bạn sẽ ngang nó vào đây và các bạn cũng sẽ đấu nối vào. Mình đang ví dụ vậy. Và các bạn đấu nối xong phần trung gian, sau đó thì ở trên đây các bạn sẽ đấu nối nó vào phần thị kính và như vậy thì các bạn đã đấu nối xong. Thì độ quan đại nó tăng lên, nhưng mình xin lưu ý cho các bạn là các bạn đừng nên quá lạm dụng phần ống phóng này, các bạn sẽ làm tăng độ quan đại, tuy nhiên thì chất lượng về hình ảnh nó sẽ giảm đi, nên là điều tất yếu không thể tránh khỏi. Cho nên là mình khuyên các bạn là tùy từng trường hợp thì các bạn mới có thể sử dụng ống phóng này, các bạn đừng nên quá lạm dụng bởi vì là hình ảnh nó sẽ bị giảm xuống. Còn bây giờ thì mình sẽ lắp nó vào nhé. Các bạn sẽ phải can chỉnh cho nó vuông và các bạn sẽ lắp nó vào. Và thị kính mình lắp vào. Và mình xin giới thiệu cho bạn một phần nhỏ nữa, một tiểu tiết rất nhỏ. Đó chính là đây nó có thêm một phần để các bạn quan sát các vật mà nó quá nhiều ánh sáng, thì phần này sẽ giúp các bạn là giảm thiểu ánh sáng để đỡ cho mắt, đỡ hại mắt và có thể là quan sát được hình ảnh rõ nét hơn. Và phần này thì các bạn có thể đặt vào bên trong này và các bạn có thể mang thị kính ra, các bạn sẽ xoáy chuột vào thì các bạn sẽ đặt đi nha, các bạn sẽ xoáy chuột vào này. Và như thế thì cũng đáng được đây. Và đến đây thì mình sẽ giới thiệu cho bạn nó còn một phần nữa, thì các bạn xoáy chuột vào này thì nó sẽ như phần ống này với phần chân này được cắt nhát. Vâng, và còn sử dụng thì đầu tiên các bạn can chỉnh, các bạn sẽ hướng về phía vật thể các bạn theo dõi. Thì trong trường hợp thì các bạn sẽ lắp các phần thị kính khác nhau. Thì các bạn điều chỉnh rồi thì các bạn sẽ đặt mắt của mình vào phần thị kính và các bạn sẽ di chuyển phần tiêu cự, điều chỉnh tiêu cự sao cho phù hợp thì hình ảnh sẽ cực kỳ nét và nó rất là chân thực. Thì ngoài ra đối với chiếc kính thiên văn này thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng những chiếc ống nhòm, độ bóng đại của nó cực kỳ cao và hình ảnh nó rất là nét. Và vừa rồi thì mình đã giới thiệu tới các bạn một mẫu kính thiên văn đang khá là hot trên thị trường. Thì mẫu kính này bên mình đang phân phối ra thị trường với mức giá là 640.000 đồng, cực kỳ vừa phải. Thì mọi thông tin chi tiết các bạn có thể comment bên dưới hoặc là các bạn có thể truy cập website sutat.vn. có thắc mắc gì thì các bạn cứ comment bên mình sẽ giải đáp tất cả thắc mắc cho các bạn. Chúng ta sẽ cùng thảo luận về những chiếc kính thiên văn cũng như các sản phẩm và công nghệ. Và đến đây thì mình xin kết thúc video này. Cảm ơn các bạn theo dõi. Và trong số tới thì mình sẽ gửi đến các bạn một mẫu kính thiên văn cao cấp hơn một chút. Và các bạn nhớ subscribe kênh để đón chờ video tiếp theo nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.